Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Bí Thư Trọng còn khiếp Trương Mỹ Lan có Bộ Công an và Tô Lâm để làm gì? Theo kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã cáo buộc trong thời gian 10 năm kể từ ngày thành lập ngân hàng SCB là ngày 1 tháng 1 năm 2012 cho đến khai bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố và bắt giam vào ngày 7 tháng 10 năm 2022. Ngân hàng SCB đã cho hệ sinh thái của bà Lan vay tổng số tiền gần 1 triệu 67 ngàn tỷ đồng, tương đương khoảng 45 tỷ đô la, với số dư nợ còn lại lên đến, đến 677 ngàn tỷ đồng, tương đương 28 tỷ đô la, là con số nợ không thể thu hồi. Công luận đặt câu hỏi là tại sao các sai phạm mang tính hệ thống của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng như hệ thống sinh thái này kéo dài tới 20 năm, vậy mà cơ quan chức năng không hề phát hiện hệ thống chức năng này bao gồm hệ thống tài chính, ngân hàng, kiểm toán nhà nước, thanh trà các cấp, đặc biệt là Bộ Công an, tất cả đều vô hiệu. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chắc chắn nếu phát hiện sớm hơn thì số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng trong đó là số tiền gửi tiết kiệm, tiền mua trái phiếu doanh nghiệp lên tới 500.000 tỷ đồng sẽ không thất thoát toàn bộ như hiện nay. Tại sao cho lừa đảo có các đại gia tỷ phú như Trịnh Văn Quyết, FEC, Đỗ Anh Dũng, Tân Hoàn Minh hay Vạn Thịnh Phát của bà Trùm Trương Mỹ Lan, vân vân vẫn lặp lại chiêu lừa đảo giống như Nguyễn Văn 12 từng làm. Đó là cho lãi suất cao để hút tiền gửi, sử dụng các chiêu trò lừa dối để lũng đoạn thị trường tài chính. Những chiêu quen thuộc nhưng lại không hề bị phát hiện và xử lý. Tại sao vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, vắng chu lộc cơ lại từng được trao huân chương lao động hạng 3. Thậm chí bà Lan còn được trao huân chương cùng loại tới 2 lần vào năm 2011 và năm 2014 bởi hai đời chủ tịch nước là ông Nguyễn Minh Triết và ông Trương Tấn Sàng. kể cả bà Trương Mỹ Lan có tên trong hồ sơ Panama liên quan đến danh sách những doanh nhân quan chức nước ngoài dính dáng đến tham nhũng và rửa tiền hay như việc bà Trương Mỹ Lan được vô số những huân huy trường, bằng khen, giải thưởng, vinh danh, doanh nhân tiêu biểu vân vân. từ năm 2015 cho đến năm 2022, ngân hàng SCB là ngân hàng lừa đảo vậy mà nhận đến 72 lần danh hiệu ngân hàng kinh doanh xuất sắc nhất của Việt Nam. Đây là điều mà dư luận đang đặt ra câu hỏi. Và tiền của những nạn nhân bị mất, ai sẽ bồi thường đây? Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã ngồi tới 3 nhiệm kỳ. Nghiêm trọng hơn là vụ bà Lan đưa hối lộ gửi biếu Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an Dương Trí Dũng ở Lai đã khai ra rằng việc đưa hối lộ cho tướng Ngọ là 510.000 đô la để chạy án, đồng thời ông chuyển giúp 1 triệu đô la của Trương Mỹ Lan cho tướng Ngọ. Lời khai này được sự chứng kiến của trưởng ban nội chính trung ương ông Nguyễn Bá Thành. Ngay sau đó tướng Phạm Quý Ngọ, dù đang rất khỏe mạnh đã chết bất ngờ, chỉ một ngày sau khi quyết định tạm đình chỉ chức Thứ trưởng Bộ Công an vì đã làm lộ bí mật nhà nước trong việc thông tin cho Dương Chế Dũng bỏ trốn trước khi bị bắt giảm. Cũng không lâu sau đó, trưởng ban nội chính trung ương ông Nguyễn Bá Thành người được cho là quyết tâm khai thác lời khai của Dương Chí Dũng để mà hốt liền cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cũng bị mắc bệnh lạ. Ông Nguyễn Bá Thanh đã không lường hết được sức mạnh của Vạn Thịnh Phát và gia tộc Trường Mỹ Lan. Rồi gần đây để lộ tin cho rằng Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhận tới 1 tỷ đô la của bà Trương Mỹ Lan khiến Bắc Kinh rất không hài lòng. Điều này có thể liên quan tới bệnh lạ của Chủ tịch nước Đại Trần Đại Quang mắc vào năm 2017 khiến ông qua đời sau hơn một năm. Những điều vừa kể trên đã được củng cố thêm bởi hàng loạt cái chết rất bí ẩn của các giám đốc chủ tịch hội đồng quản trị của rất nhiều công ty và nhân viên thân tín của bà trương mỹ lan sau khi bà này bị bắt như ông nguyễn tiến thành chủ tịch công ty chứng khoán tân việt và thành viên hội đồng quản trị của scb bà nguyễn phương hồng người bị bắt cùng ngày với bà trương mỹ lan cũng chết không rõ lý do trong lúc bị tạm giảm cũng xin nhận nhắc lại nhiều ý kiến nghi ngờ họ đã bị diệt khẩu thủ tiêu lúc bị tạm giam trong trụ sở của Bộ Công an. Giới phân tích cho rằng điều đó rõ ràng cho thấy Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB của bà Trương Mỹ Lan không phải là một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh doanh tài chính bình thường, mà hoạt động của nó mang màu sắc của một tổ chức mafia của hội Tam Hoàng. Đó chính là điều mà ông Lê Kiên Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thích Công Băng, con trai của cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn đã từng cảnh báo trong bài phỏng vấn Mafia và sự tồn vong của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đăng trên tờ báo Việt vào tháng 10 năm 2012. Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm Nhận định của ông Lê Kiến Thành liên quan gì đến bình luận của giới thảo tin lâu nay mới nhất trong bài viết khi đại gia là miếng da lừa của chế độ đăng tải trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA vào ngày 30 tháng 11 tác giả Tùng Phong khẳng định như sau. Giờ đây người ta có thể lờ mờ hiểu ra lý do. Trong 13 năm ở ngôi kiểu ngũ, người lái đò vĩ đại hầu như không bao giờ lưu lại thành phố mang tên bác quá 3 ngày. Trừ chuyến đi Kiên Giang bị đột quỵ, Lê Thanh Hải, lãnh chúa miền Nam, vẫn ngạo nghễ trước cái lò ông Trọng. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy? Những điều nguy hiểm chưa từng thấy mà đến tầm cỡ người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn phải thất kinh. Thì thử hỏi có Bộ Công an của ông Tô Lâm để làm gì đây? Sao không dẹp quách nó đi cho xong rồi? Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tổng Bí Thư Trọng còn khiếp Trương Mỹ Lan, có Bộ Công an và Tô Lâm để làm gì? Vì sao Tổng Trọng sẵn sàng cho mất triệu tỷ vụ Trương Mỹ Lan chiếm đoạt để cứu Lê Minh Hưng? Theo đánh giá của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Vụ án Vạn Thịnh phát của bà Trương Mỹ Lan là một vụ án tham nhũng, lũng đoạn lớn chưa từng thấy và đã gây ra các hậu quả hết sức nghiêm trọng. Trong tư cách là cổ đông nắm giữ cổ phần tuyệt đối, bà Trương Mỹ Lan đã thao túng rút ruột của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB tới hơn 100 triệu tỷ đồng. Đây là vụ lừa đảo có quy mô chưa từng thấy trong lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ án này đã để lại hậu quả cho nền kinh tế Việt Nam vô cùng to lớn, có ảnh hưởng xã hội hết sức nghiêm trọng. Cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đương Kim Tránh Văn phòng Trung ương Đảng, ông Lê Minh Hừng, là người được cho rằng phải chịu trách nhiệm. Vụ án Vạn Thịnh Phát cũng đạt những kỷ lục về số tiền hối lộ cho một cá nhân lớn nhất trong lịch sử tố tụng của Việt Nam với cáo buộc ngân hàng SCB đã hối lộ tới 5,2 triệu đô la cho riêng bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra liên ngành của chính phủ do ngân hàng nhà nước đóng vai trò chính trong việc thanh tra ngân hàng. SCB. Ngoài ra, 18 trên 18 thành viên của đoàn thanh tra này, tất cả đều nhận hối lộ với số tiền cao nhất là 40.000 đô la, ít nhất là 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền hối lộ với mục đích để đoàn thanh tra bao che và không xử lý theo quy định đối với những vi phạm trầm trọng của ngân hàng SCB ở thời điểm đó. Một câu hỏi đặt ra là tại sao các sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB tất cả đều do bà Trương Mỹ Lan nắm giữ với số cổ đông phần lớn nhờ người đứng tên diễn ra trong thời gian rất dài, không bị phát hiện và xử lý kịp thời. Công luận thấy rằng lẽ ra khi tử tù Dương Trí Dũng khai trước tòa vào năm 2012 rằng đã đưa tới 1 triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan cho Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, thì Bộ Công an phải điều tra ngay lập tức vạn thịnh phát. Tiếc rằng trưởng ban nội chính Trung ương lúc đó là Nguyễn Bá Thanh sau đó đã qua đời vì mắc bệnh lạ đột ngột và vụ việc đã chìm xuống, không được nhắc tới nữa. Tờ thời báo .D đã từng cho rằng để truy ra trùm cuối của đại án Vạn Thịnh Phát, chỉ cần tóm cổ ba cựu thống đốc và đương kim thống đốc đó là Nguyễn Văn Bình, Lê Minh Hưng và Nguyễn Thị Hồng. Đây là những người chịu trách nhiệm chính trong vụ Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB đã xảy ra. Trong đó, cựu thống đốc Lê Minh Hưng là đương kim Tránh Văn phòng Trung ương Đảng, phải là người chịu trách nhiệm cao nhất bởi các lý do như sau: thứ nhất, ông Lê Minh Hưng từng có thời gian công tác tại tổng cục tình báo tức là tổng cục 5 của bộ Công an, được biệt phái sang vụ quan hệ quốc tế thuộc ngân hàng nhà nước. Lê Minh Hưng làm thống đốc ngân hàng nhà nước vào năm 2016 sau đại hội 12 là thời điểm ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB đang ăn nên làm ra. Thứ hai, theo cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, người có tổng tài sản gồm tiền của ngân hàng và cổ phiếu đến tới 4.000 tỷ đồng bị kỷ luật trong hội nghị trung ương 8 khóa 13 từng phân bua rằng anh ta làm sao giàu bằng Lê Minh Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan. Thứ ba, theo nhà báo Trần Đông A trong bài viết Trung ương 7 những dấu hiệu tàn cuộc đăng trên trang VOA của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 5 tiết lộ như sau. Sau đợt giật đổ domino hổ mẫu ngoạt, cú phản đòn tiếp theo trước thềm Trung ương 7 là đơn tố cáo tránh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, cánh tay phải thứ hai của Tổng Bí thư sau khi ngoạt rất đại. Tội trạng của Hưng là lá đơn được tập thể cán bộ ngân hàng nhà nước đứng tên, cho thấy sự lũng đoạn của nhóm lợi ích được phe Tổng Bí thư chống lưng, có sức tàn phá nền kinh tế nói chung và hệ thống các ngân hàng cả trong lẫn ngoài nước rất ghê gớm như thế nào. Thứ tư, là ông Lê Minh Hưng là con trai ông Lê Minh Hương, cựu bộ trưởng Bộ Công an, theo giới thạo tin tiết lộ như sau bố của Lê Minh Hưng mất năm 2004, 67 tuổi, đang là ủy viên Bộ Chính trị. Trùng hợp là lúc Trung ương đang truy trách nhiệm của ông Lê Minh Hương trong vụ án Năm Cam, thì ông Hương đột ngột qua đời một cách bất thường. Càng trùng hợp hơn là cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương là dân quốc Hương Sơn Hà Tĩnh, cùng quê với ông Trường Tấn Sàng. Đến đây thì ván cờ đã dần lộ rõ là tại sao Lê Minh Hưng không bị truy cứu trách nhiệm trong vụ án liên quan đến SCB, Vạn Thịnh Phát và Trường Muội có cả một thế lực ngầm cánh Hà Tĩnh đồng hương đứng phía sau như Trương Tuấn Sang có thể là Trương Huy Sàn chấm lưng lại là con gà cưng của ông Trọng thì ai mà dám đòi truy cứu trách nhiệm của Lê Minh Hưng Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trên trang mạng xã hội có rất nhiều ý kiến cho rằng việc Bộ Chính trị cho dừng điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát lên cấp cao hơn theo yêu cầu của ông Tổng Bí Thư Trọng với mục đích là để cứu Lê Minh Hưng, một thái tử đỏ được ông Trọng tin tưởng. Đó là lý do người ta cho rằng Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng chịu mất số tiền hơn 100 triệu tỷ đồng bị Trương Mỹ Lan chiếm đoạt để mà cứu Lê Minh Hưng. Vì nếu để bung bét ra thì chết cả buồng. Cũng phải xin nhắc lại rằng những thông tin vừa kể trên tờ Thể báo chấm D chưa có điều kiện kiểm chứng chi tiết nhưng có thể tìm hiểu thêm để biết thêm nội tình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vì sao Tổng Trọng sẵn sàng mất trăm triệu tỷ? Trường Mỹ Lan đã chiếm đoạt để mà cứu Lê Minh Hưng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm